Thưa quý vị, từ ngày mai ngày 1 tháng 7, nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng chính thức có hiệu lực. Và trong thời điểm cận kề của việc tăng lương, vẫn còn đó nhiều trăn trở của nhiều người liên quan đến các vấn đề về giá cả hàng hóa. Thực tế thì dù lương chưa tăng nhưng hàng hóa đã tăng là câu chuyện đã diễn ra và cũng được chúng tôi phản ánh. Hơn lúc nào hết, người dân đang trông đợi vào tính hiệu quả của các giải pháp mà các Bộ Công Thương, Tài chính đã xây dựng để giải quyết tình trạng té nước theo mưa, tăng giá hàng hóa bất hợp lý. Gần một tháng nay, giá nhiều mặt hàng đã chuyển mình theo hướng bất lợi cho người tiêu dùng. Thịt heo, các loại cá và nhóm gia vị, thực phẩm khô tại chợ truyền thống là những mặt hàng tăng giá mạnh nhất, dao động từ 2 đến 10.000 đồng trên một đơn vị tính so với đầu năm. Về cm này lên giá này. Hàng mỗi hai mươi chai chắc lên chỉ có 1.000 đồng, rồi nuôi lên giá 10.000 bao này, rồi mấy cái hàng kia nói chung nước mắm là lên giá, mấy hàng là như là bột ngọt lên giá. Càng cận ngày tăng lương, số lượng các mặt hàng tăng giá càng nhiều. Mới đây nhất, đường bao đã vọt lên tới 1.130.000 đồng một bao 50 kg, tăng sấp xỉ 100.000 đồng một bao so với tháng trước. Các loại mì tôm, sữa nước mấy hôm trước cũng đã tăng từ 5 đến 10.000 đồng một thùng. Không ai muốn nghĩ đến chuyện đây chỉ mới là những tín hiệu đầu tiên của một cơn bão giá có thể sẽ xuất hiện nay mai. Tâm lý hồi hộp sát ngày tăng lương do đó cũng tăng lên, kèm theo đó là niềm hy vọng vào sự điều tiết hàng hóa, giá cả hợp lý, kịp thời nhất. Nó cũng lên, thấy cái gì nó cũng lên hết trơn, hàng nào nó cũng lên hết trơn á. Mình người dân thì muốn sao giá cả cho nó ổn định lại tí, cho nó đỡ người dân chút. Thì mong muốn giá cả tất cả các mặt hàng thì được xuống một tí thì để người tiêu dùng người ta có thể sống được tốt hơn. Lo lắng giá cả sẽ còn tái lập thêm nhiều mặt bằng giá mới, người tiêu dùng cũng đang mong chờ vào cơ chế chính sách bình ổn giá cả thị trường của chính quyền địa phương cũng như sự chung tay của các bên liên quan trong quản lý giá và kiểm soát lạm phát. Bên cạnh đó, việc các siêu thị, trung tâm thương mại hiện nay vẫn duy trì được sự ổn định của hàng hóa cũng đang là một hy vọng về một nơi tránh trú bão giá hiệu quả. Giá không em? Mục đích chính của việc tăng lương đó là bù đắp công sức cho người lao động để họ có thêm một cái khoản kinh phí để trang trải cho cuộc sống. Và điều này sẽ càng có ý nghĩa hơn nếu như chúng ta kiểm soát được hàng hóa trên thị trường và làm tốt cái công tác bình ổn giá.